I'm Peppa Pig, ngọt. This is my little brother, George. And this is Mommy Pig. And this is Daddy Pig. Bà FMC. Ok, hello anh em nha, chào mừng anh em trở lại với channel của Chu. Hôm nay chúng ta sẽ đến lại đến với một cái content cosplay tiếp. Ok, anh em hiện tại có thể thấy đây. Gia đình heo bếp bu. Yes sir. Ok, thì đến với cái content ngày hôm nay thì giờ mỗi lần mà anh em kết thúc một câu nói, anh em sẽ phải kêu tiếng lợn. Trời ơi, tại sao lại như thế? Anh em biết kêu anh em biết kêu tiếng lợn như nào chưa? Ngục ngục. Hot hot hot. Ok, nếu như thế này chúng ta subscribe được chưa? Ok, được rồi. Chứ có thể. Và đừng quên anh em thử bình luận phía dưới để anh em bọn mình biết cosplay nhân vật gì tiếp theo. Cosplay nhân vật gia đình. Ok, mọi người đây là được chính là heo gia đình heo bếp bà. Giờ mình xin giới thiệu nhá, mình là hai bếp ba, còn đây là thằng em mình, Jock. Jock. Còn đây là ông bố của mình. Còn đây là con mẹ. Còn đây lần nào ai, mắt lầu đây lần nào ai. Mày là thằng này mắt to quá à, thằng này mắt to chắc không phải trong trong gia đình mình. Lắc cái gì? Ô mà anh đưa ra vào đá luôn kìa, trời ngầu dạ, thằng chó thì ra. What what? Sao vậy vậy? Không nhớ hơn. Không nhớ tên. Jock là được clip. Gia đình heo, Chết rồi, gia đình heo mấy con rồi. Thôi chết rồi. Ok. Mẹ con ơi. Trời ơi. Trời luôn. Rồi, xong. Trời mẹ chết rồi, chết mẹ nó giận. Núi tử heo quá. Là mày. No. Jock no, heo bu. Heo bu ngầu quá. Em bố thật là cao cả. Bố màu luôn. Ôi, heo bố. Tại sao này? Heo bố. Gì trời? Rồi, một thằng. Đâu. Từ từ, heo bố. Trời bố chết ngu quá bố. Bố chả đánh được thằng nào. Nổ kìa. Nu ra. Thằng con thịt giò quá. Ngọt. Đau hiểu văn bản. Ngọt. Chú hàng xóm cho kẹo bảo kẹo ngọt không? Ngọt. Đúng rồi, màu đỏ. Nó đang speedy đó. Lật đổ chưa thức ăn. Peppa. Đằng sau nữa. Đằng sau thấy là Bà. Hay luôn. Ê kéo qua mất. Về phố thằng Mick kìa. Cố lên thằng con ơi, trời ơi. Hay quá. Thằng con. Quả đấy nó ăn táo xong Ken không. Ôi. Ngọt. Quá là chứ. Con mẹ thấy chưa? Hai thằng con bay được vừa mẹ hai vợ chồng mình mẹ đang ở. Ông khác gì tôi. Ông có gần ông tôi sao? Có danh nhưng bay được cứ. Nhưng mà nhìn hai con rồi. Đúng rồi, con yếu. Bố có nạp nhưng mà bố khiêm tốn cả bố không dùng. Ê bật lại không? Bật lại bị. Oh wow. Đúng rồi, nó bị ao mà. Mẹ nó nhiều quá. Sợ. Thế rồi. Hỗn rồi. Phải cho ăn thì ba chỉ ơi. Ê! Quá đau quá. Đẩy cửa ra được em ơi, đẩy cửa ra. Đẩy cái cửa ra. Ôi. Vô bố rồi. Ngọt. À, nó qua sai. À đây chúng tôi. I coming. Oh no. Thành từ tính lượng thành tính chuột rồi. Chứ mày cái gì vậy? Hai ba giờ lầu. Bố nghịch quá. Bố lớn là bố nghịch ghê. Bố mày hơi béo chút.
Ủa hay quá. Ngọt ngọt. Mẹ mẹ bắn, mẹ bắn, mẹ bắn. Bùm. Mẹ bắn. Hold on, hold on. Cho bị đắt. Mẹ thôi xong rồi. Ra sao mày cơ? Xong rồi. Mẹ chết, mẹ chết. Nằm ơn, đừng 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 đừng. Ôi. Tao bắn mẹ mẹ coi thôi. Ôi trời. No, chị hay cái này. Ô ga ga ga. Các con chờ bố tí, bố bị mẹ canh đi nấu cơm rồi. Trời. Trời ơi. Rồi, server khác đây. Server khác đúng rồi, quên mất. Server khác. Hi Pixel. Mẹ nhặng quá, mẹ đừng yêu cho con bạt mẹ ơi. Thằng bố lại thằng mẹ là giống ranh y chang luôn. Thằng con ranh hơn nữa. Có đâu. Cái gì vậy? Mẹ ranh VIP mẹ thằng con, hai thằng con mẹ ranh VIP cộng. Hai cửa này nó cậy két nhà mình thôi. Ba đó. Cái bị. Bố nấu cơm. Bố. Bị à. Không xả nước. Thằng bố này đi rồi còn cầm điện thoại vui vệ sinh nữa. Thằng chót đâu, thằng chót đâu. Ok vô nha. Okay, let's go cả nhà ơi. Boom boom đi cậu. Trời nãy ai vừa vớt 24 cục Enstone cái tôi lụm luôn rồi. Bố này nói chuyện không hiền thế nào. Bố này nói chuyện hơi béo chút, dù cũng béo rồi. Trời ơi, thằng con này nó vô cướp hết. Ây! Uầy, red. Oh! Biết rồi. Hay quá, chót ơi. Oh, lấn luôn. Em ơi, bị kêu. Ôi! Lui 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 lui. Mẹ này hơi nam tính. Mẹ con 200k là Free Fire. Cho con nhiều k là Free Fire. Mẹ quăng Pokemon nào qua chơi luôn. Từ từ. Lui. Mẹ bị blind rồi, mẹ blind rồi. Ủa ba thằng cho xanh tới. Ô bà nhà xanh luôn em ơi. Ừ chết rồi. Mẹ bị hút sâu rồi, mẹ bị hút sâu rồi. Chết rồi. Chết rồi. Phải đến cứu. Ai cứu được chạy đi. Đâu. Chơi đó. Hay. Ủ lắc dê. Hút đồ ba cái con nha, mẹ đi. Thôi ra. Thì mẹ chạy rồi. Chờ mẹ bỏ. Chờ mẹ bỏ hai đứa con chạy trước luôn kìa. Mẹ bị hết rồi. Chờ hai con đi nhanh quá. Mẹ đi chậm. Ôi ơi trời mày. Mày nó thiệt sống. Trời ơi con sữa Milo. Trời ơi mẹ lại. Rồi xong. Rồi xong. Ê. Ui. Đánh đâu vậy? Này bếp. Mẹ hơi giống kịp luôn. Sai in một pin một sai lại. À hai lô mít rồi. Nhà nó. Ôi. Đi ra quả bánh bao bảo cô cho con mình bánh bao bảo là thì ăn mặn hay ăn ngọt. Ngọt. Ok và mọi người, nói chung là he bố đã bỏ he mẹ kia và chúng ta sẽ có mẹ Dương nhá. He mẹ Dương đâu? Heo mẹ Dương đâu? Giờ nửa mỗi lần về kết thúc câu phải kêu tiếng lợn ngọt. Có thể nếu nửa cái ao nó có từng ngọt đâu? có. Nó sẽ rất là funny luôn. Big run bấy cả ngọt. Ủa chi đồ heo mẹ đi mẹ canh rồi. Chà hồi nãy heo mẹ cũng bị ganh. Giờ lại kiếm heo mẹ nữa. Kiếm tiếp heo mẹ nữa.
Ủa lắc rồi. À đâu. Ủa lắc thật. Ô. 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 Chú lắc rồi, chú lắc rồi. Đập. Chú lắc rồi. Cái mẹ phá xương, ngon. Ơ. Con mẹ tanh đi. Đấy không phải cách tanh. mít ham. Mít dài, mít thái, mít mập. Mít là thịt cơ. Thịt. Ngon. Dạ, tôi thái luôn. À, chót ơi. Yay, chót với xâm lý. Trời, chót Sigma. Trong này biết vút cầm. Đúng rồi. Con vâng. Con vâng đúng sao. À, tới rồi đây, đã có thêm 3 viên cường. Ơ, con này gặp, con này quá gà. Ôi. Dài. Bro. Ô. Lên cá chết rồi. Chạy đi. Đây. Ô, một máu. Ôi, từ nữa. Để. Ê, có hàng nữa. Ơ, sao à? Trời ơi, chào quá. Trời ơi. Ok, và cảm ơn anh em xem video nhá. Nói chung là hôm nay là một cái video cosplay gia đình Help Bebu. À, đấy, nếu anh em thích video này cho mình một like, subscribe. Và anh em đừng quên bình luận xem bọn mình sẽ phải cosplay nhân vật nào tiếp theo, hoặc là một cái nhóm nào tiếp theo kiểu đủ 4 người. Đấy. Đấy nhá. Đấy, bên này, cho mình một like, subscribe. Ngọt. Bye bye mọi người nhá, see you next time, motherfucker. Boom.